Đây là cầu Mỹ Thanh ha. Rồi, chào các bạn nha. Thì sáng đi Vĩnh Châu, Sóc Trăng, ở cái vùng gần biển. Thì ông anh có mua mới cua biển nè. Giờ quay cua cho các bạn xem. Cua này nè, cua gạch. Cua loại lớn nhất ạ. Đây đây cua loại con nửa ký. Hai con thì đạt 1 ký, cái này mua 4 ký. Cua này toàn là cua cái không à, cua gạch son mà. Xong cua cái là cua gạch son, ăn thử một con rồi như là con 3,5 ký. Cua quá trời cua luôn, cua thứ hai luôn. Cua biển này. Thì cua gạch thì người ta là cua cái không, cái người Việt Nam của mình thì thích ăn gạch nên là chọn cua cái ăn không, còn người nước ngoài người ta ăn là ta ăn cua thịt cho nên là lựa cua đực, cua này gạch thôi. Mấy con này là 2 con ký, 2 con ký không. Quay cho bạn xem chơi được dây xuống dưới cái gì mà gần biển mới có cua, cua loại chắc, cua chắc thịt á, chắc gạch á, bút chạy nhìn thấy thèm không. Cua cái thì càng nó nhỏ, cua đực á càng bự lắm. Cua này ăn mới có gạch. Thôi cho các bạn xem một chút ra. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.